Chào các em học sinh lớp 3. Mời các em dở sách giáo khoa trang 8 để chúng ta bước vào Unit 1, bài 1. Bài này có chủ đề được in ở phần trên cùng. What's this? Nghĩa là đây là cái gì? Chúng ta học Lesson 1, tiết học 1, nói về words, các từ. Mời các em quan sát bức tranh có 4 đồ dùng học tập. Vậy thì các đồ dùng học tập này đọc như thế nào? Các em cùng theo dõi, lắng nghe và đọc theo cô. Đầu tiên các em thấy hình ảnh một cây bút mực. Các em sẽ đọc là pen. Pen. Mời các em đọc lại. Pen. Bức tranh tiếp theo là hình ảnh cục gôm hay còn gọi là cục tẩy. Khi mà các em viết bút chì, các em viết sai thì các em sẽ dùng gôm hoặc dùng tẩy để xóa lỗi sai đi. Vậy thì cục gôm hoặc cục tẩy chúng ta đọc như thế nào? Các em đọc theo cô. Eraser. Eraser. Mời các em đọc lại một lần nữa. Eraser. Bức tranh tiếp theo là hình ảnh cây bút chì. Bút chì đọc là pencil. Pencil. Các em đọc lại một lần nữa. Pencil. Và đồ dùng học tập cuối cùng mà chúng ta học ngày hôm nay đó là quyển sách. Quyển sách đọc là book. Book. Các em đọc lại một lần nữa. Book. Nghĩa là quyển sách. Yêu cầu đầu tiên, hãy nghe, chỉ vào tranh và đọc theo. Các em vừa nghe, các em vừa chỉ vào bức tranh, chỉ vào hình, rồi các em đọc theo. Các em bắt đầu. Pen. Pen. Eraser. Eraser. Pencil. Pencil. Book. Book. Chúng ta sang phần 2, nghe và đọc theo bài nhạc. Các em sẽ nghe người ta đọc rồi các em đọc theo điệu nhạc mà người ta phát ra. Listening. Listening 11. Listen and chant. Các em bắt đầu. Pen. 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 Eraser. 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 Pencil, pencil, pencil. Book, book, book. Cô cho các em nghe và các em đọc theo một lần nữa. Mỗi từ các em đọc 3 lần. 11. Listen and chant. Bắt đầu. Pen, pen, pen. Eraser, eraser, eraser. Pencil, pencil, pencil. Chuyển sang phần 3, nghe và đọc. Các
Các em thấy có tất cả là 4 bức tranh và nó liên quan đến một câu chuyện. Các em nhìn vào và thấy câu chuyện giữa hai chị em. Trong phần này thì cô có một số lưu ý cho các em. Các em đã được quen thuộc với chữ trên. Các em thấy cô khoanh tròn chữ trên mực đỏ chưa? Ở bức tranh số 1. Trên. Các em đọc lại. Trên nghĩa là tàu hỏa hay còn gọi là xe lửa. Và bức tranh số 2, chúng ta có school things. School things. Mời các em đọc lại. School things nghĩa là đồ dùng học tập. Bây giờ các em sẽ được nghe. Trước hết các em nghe qua một lần để các em có thể biết được họ phát âm như thế nào. Listening 12. Listen and read. Các em nghe. Look at the train, Rosie. A train? Oh, Billy. They're my school things. Look, what's this? It's a pen. And what's this? It's an eraser. Can I have my school thing? Okay, here you are. Your pencil, pen, and eraser. Vậy là các em đã nghe qua một lượt bài hội thoại giữa hai chị em. Bây giờ cô cho các em nghe lại một lần nữa. Từng câu một, các em cố gắng đọc theo. Sau đó theo dõi nghĩa tiếng Việt mà cô cung cấp ở bên dưới. Look at the train, Rosie. Hãy nhìn tàu hỏa này, chị Rosie. A train. Một đoàn tàu hỏa ư? Billy. Ôi, Billy. They're my school things. Chúng là đồ dùng học tập của chị. Look, what's this? Nhìn xem. Đây là cái gì? It's a pen. Nó là một cây bút mực. And what's this? Và đây là cái gì? It's an eraser. Nó là một cục gôm. Can I have my school things, please? Chị có thể lấy đồ dùng học tập của chị được không? Làm ơn đi. Okay. Được rồi. Here you are. Của chị đây. Your pencil, pen, and eraser. Bút chì, bút mực và cục gôm của chị. Vậy là các em vừa được nghe lại và đọc theo từng câu. Các em thấy trong câu chuyện này thì chị Rosie đang ngồi học, thì Billy lấy đồ dùng học tập của chị ra để làm đồ chơi, còn khoe với chị rằng mình vừa xếp thành một đoàn tàu hỏa. Chị Rosie thì chỉ biết ngao ngán với cái sự nghịch ngợm của em trai mình. Sau đó chị Rosie mới giải thích cho em mình biết rằng những đồ dùng học tập đó không phải là đồ chơi mà là đồ dùng học tập của chị.
Chị Rosie hỏi em mình rằng đây là cái gì? Chị giơ cây bút mực ra và hỏi em mình, thì người em trả lời rằng nó là bút mực. Chị Rosie lại giơ cái cục gôm lên và hỏi đây là cái gì, thì Billy cũng trả lời đúng là một cục gôm. Sau đó thì cuối cùng chị Rosie mới không nói chuyện với em mình nữa, muốn quay lại việc học tập, cho nên đã xin em mình là đưa lại cho chị những đồ dùng học tập để chị học. Và Billy cũng đồng ý. Billy đã trả lại bút mực, bút chì, trả lại cục gôm để chị Rosie có đồ dùng học, tiếp tục việc học hành. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập trang 8 để chúng ta làm bài tập trong sách bài tập. Bài tập 1, hãy đọc và viết. Bài tập này thì các em, người ta yêu cầu các em là hãy nhìn và đọc. Đặt một dấu tích hoặc là một dấu chéo ở trong ô hình vuông. Các em thấy câu nào mà phù hợp với bức tranh thì các em đánh một dấu tích giống như hình chữ V vậy. Còn nếu như câu nào mà nội dung của nó không đúng với bức tranh thì các em đánh một dấu chéo giống như là chữ X vậy, giống như chữ S vậy. Bức tranh 1 và các em đọc câu. Bức tranh số 1 đó là cây bút chì, nhưng câu ở dưới là This is a pen. Các em đọc nhanh có thể đọc là This is a pen, hoặc là đọc nối hơn nữa thì các em đọc là This is a pen, nghĩa là đây là một cây bút mực. Các em thấy câu này là sai, bởi vì hình thì cho bút chì, cho nên người ta đã đánh dấu chéo vào trong ô hình vuông bên cạnh. Số 2, hình số 2 đó là quyển sách. Và người ta cho câu là This is a book. Đây là một quyển sách. Câu này đúng với hình mà người ta cho, nên các em đánh một dấu tích. Bức tranh số 3 đó là hình ảnh một cục gôm. Và người ta cho câu This is an eraser. Đây là một cục gôm. Câu này đúng với hình mà người ta cho ở trên, nên các em đánh một dấu tích. Và câu 4 cũng như là bức tranh 4. Bức tranh số 4, bức tranh cuối cùng, người ta cho hình ảnh. Đây là một cây bút mực. Hình ảnh cây bút mực. This is a pencil. Đây là một cây bút chì. Hình ảnh là một cây bút mực, nhưng mà câu thì người ta lại cho một câu nói về bút chì, nên đây là câu sai. Các em đánh dấu chéo. Bài tập 2, hãy nhìn bức tranh và viết các chữ cái. Sau đó các em hãy viết các chữ cái làm sao đó cho tạo thành từ. Hãy nhìn bức tranh và các cái chữ cái mà người ta cho trong những cái ô, trong những hình tròn. Và sau đó các em viết ra thành từ hoàn chỉnh, sắp xếp các chữ cái đó tạo thành từ hoàn chỉnh. Số 1. Các em nhìn bức tranh số 1, người ta cho hình ảnh cây bút mực. Và người ta cho các ký tự ở trong cái ô hình tròn. Bây giờ người ta đã sắp xếp lại thứ tự để tạo thành chữ pen, cây bút mực. Số 2, các em quan sát bức tranh số 2 đó là hình ảnh cây bút chì. Người ta cho các ký tự ở trong hình tròn. Các em sắp xếp vị trí của chúng để tạo thành từ pencil, nghĩa là bút chì. Ở số 3, các em nhìn bức tranh số 3 là quyển sách. Người ta cho các em các chữ cái ở trong hình tròn. Các em sắp xếp vị trí của chúng để tạo thành chữ book, nghĩa là quyển sách. Bức tranh số 4, các
các em thấy người ta cho hình ảnh cục vôm, cục tẩy và người ta cho những chữ cái ở trong hình tròn, các em sắp xếp vị trí của chúng để tạo thành chữ eraser, nghĩa là cục vôm hoặc là cục tẩy. Các em thân mến, vậy là cô đã hướng dẫn cho các em kiến thức lesson đầu tiên, lesson 1 của bài 1. Chúc các em ôn bài và học bài ngày 1 tiến bộ. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.